Chúng tôi xin mời quý vị nghe một chương trình nhạc về của Lê Trọng Nguyễn để thay thế cho cái chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã có rất là nhiều những bản nhạc mà quý vị yêu thích. Một trong những bản nhạc mà phải nói rằng là rất là nổi tiếng, không những ở Việt Nam mà còn được ở các nước khác, thí dụ như tại Pháp hoặc là tại bên Nhật cũng như là bên Đài Loan, thì đó là nhạc phẩm Nắng Chiều. Những người theo dõi sinh hoạt âm nhạc ở miền Nam Việt Nam vào giữa thập niên 60 hẳn chưa quên trong chương trình FM thỉnh thoảng người ta lại nghe một bản nhạc rất quen thuộc, bài Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, được hòa tấu bởi dàn nhạc Symphony of the New York City hoặc ban đại hòa tấu Tokyo, Nhật Bản. Có thể nói, đấy là một trong vài nhạc phẩm Việt Nam đầu tiên cất cánh bay lên và ra khỏi không gian hạn hẹp của một đất nước. Nhạc phẩm hòa tấu này hôm nay trên những đường bay quốc tế giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, thỉnh thoảng người ta vẫn còn được nghe lại. Tuy nhiên, có thể không nhiều người lắm biết được lai lịch hay cái sinh phần hoặc định mệnh khốc liệt, nếu có thể nói được như vậy, về nhạc phẩm kia. Sinh thời, nhạc sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương, một người bạn rất thân với nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, hơn một lần kể lại rằng nhạc phẩm Nắng Chiều là ca khúc đầu tay của Lê Trọng Nguyễn. Gọi là ca khúc đầu tay bởi vì Lê Trọng Nguyễn tuy viết nhạc từ những năm giữa thập niên 40, nhưng ông chỉ viết những nhạc phẩm không lời. Lê Trọng Nguyễn không hề viết ca khúc hiểu theo nghĩa một nhạc phẩm có lời hát đi kèm, hay lời hát là chính mà dòng nhạc chỉ giữ nhiệm vụ đẩy đưa tiếng hát lên cao mà thôi. Mãi tới đầu năm 1952, khi Lê Trọng Nguyễn gặp một thiếu nữ Nhật Bản làm việc cho Tòa lãnh sự Nhật Bản ở Sài Gòn, hai người yêu nhau, Lê Trọng Nguyễn mới viết ca khúc. Nhạc phẩm đó chính là Nắng Chiều, ghi lại cuộc tình của hai người giữa thập niên 50. Hết nhiệm kỳ, người con gái xứ mặt trời mọc này mang nhạc phẩm Nắng Chiều về nước, chuyển sang lời Nhật. Chỉ một sớm một chiều, nhạc phẩm Nắng Chiều nổi tiếng khắp xứ Phù Tang. Đấy là lần đầu tiên dân Nhật biết tới nền tân nhạc Việt. Đầu thập niên 60, Soshi Koi, tên tạm chỉ người con gái Nhật Bản này, vận động với Bộ Ngoại giao Nhật xin trở lại Sài Gòn. Năm 1961, Soshi được toại nguyện. Cuộc tình giữa một nhạc sĩ Việt Nam và một cô gái Nhật được tiếp nối. Ở thời điểm 1963, Lê Trọng Nguyễn sáng tác thêm hai bài Sao Đêm và Chiều Bên Giáo Đường. Cả hai ca khúc vừa kể đều được những người làm nhạc và yêu nhạc ở Sài Gòn đón nhận như những hạt ngọc trân quý nhất của tân nhạc Việt Nam thời gian ấy. Nhưng cuộc tình dị chủng kia chỉ kéo dài thêm được 3 năm thì thình lình đứt đoạn. Cuối năm 1963, Soshi bị chính phủ Nhật gọi về nước. Trước khi chia tay người yêu, Soshi nói cô sẽ vận động để trở lại Việt Nam hoặc đưa Lê Trọng Nguyễn qua Nhật Bản, hầu chính thức thành hôn. Nếu không làm được việc này, cô sẽ tự giải quyết lấy đời sống của mình. Một năm sau, năm 1964, các báo ở Tokyo đồng loạt đăng tải về cái chết của Soshi. Đồng thời chuyện tình giữa cô và một nhạc sĩ Việt Nam được tường thuật tỉ mỉ. Một lần nữa, ca khúc Nắng Chiều lại thắp lên những ngọn lửa rát bỏng, đau đớn, chia lìa trong tâm hồn dân Nhật. Và giới làm nhạc Hoa Kỳ chú ý tới ca khúc Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn cũng khởi từ cái kết thúc bi thảm của cuộc tình dị chủng đó.
nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sinh ngày 1 tháng 5 năm 1927 tại Quảng Nam. Ông đã sống với mối tình khốc liệt của ông tới năm 1985. Khi đã 58 tuổi, ông mới lập gia đình. Vượt biên và định cư tại Hoa Kỳ năm 1981, hiện Lê Trọng Nguyễn đang cư ngụ tại thành phố Glendale thuộc quận hạt Los Angeles County. Kể từ sau ca khúc Chiều Bên Giáo Đường, Lê Trọng Nguyễn không viết thêm một ca khúc nào khác, ngay loại nhạc không lời, họ Lê cũng không còn viết nữa, kể từ ngày rời bỏ quê hương. Sau đây, kính mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn, viết cách đây gần nửa thế kỷ, qua giọng ca của nữ ca sĩ Ý Nhi, một ca sĩ rất trẻ thuộc thế hệ thứ hai của Tị Nạn Huyền của đài VOV quê nhà sau năm 1975, như một nén hương muộn màng qua thinh không gửi linh hồn người mạnh yếu. Qua đêm như xưa lá hoa về chiều, lạnh lùng mềm đưa trong nắng lửa thưa. Khi đêm cuối thôn chân bước không hồn, nhớ sao lại nhớ đêm bây giờ người em gái duyên ghé về đâu, nay anh về nương dâu úa giọng hát câu hò thôi hết đưa hình bóng yêu kiều kẻ hoa tím bị trong mà tìm anh nhớ thưa quý vị vừa mới nghe nhạc phẩm Nắng Chiều qua tiếng hát rất là trẻ của nữ ca sĩ Ý Nhi. Thưa quý vị, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn thật ra là cái lời mà nhà ông Du Tiểu Lê viết và nói trong cái cuộn băng vừa rồi thì lúc nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn còn sinh tiền. Hiện nay thì thưa quý vị, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã qua đời hồi 9 tháng Giêng năm 2004 qua một cuộc bạo bệnh ung thư phổi. Và thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cũng xin thực hiện để mà gửi đến quý vị sau khi đã nhận được một cái CD cũng như là một cái lời giới thiệu rất là trang trọng của gia đình đã gửi đến cho đài VOVN cái CD mới tinh của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Thì thưa quý vị, gia đình ông Lê Trọng Nguyễn có lẽ là bà vợ thì chắc là đúng là bà Nguyễn Thị Nga đã có thực hiện một cái CD này để quý vị thính giả yêu nhạc của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn có thể có được để mà nghe và để nhớ đến những cái nhạc phẩm đã gửi đến quý vị những cái kỷ niệm rất là
êm đềm và dễ thương thuở còn rất là xa xưa. Và bà đã viết như thế này là mong rằng tuyển tập nhạc và CD Lê Trọng Nguyễn sẽ mang quý vị trở về thời xưa, nơi cũ, một nơi đầy niềm thương với một đời sống êm đềm và tình cảm nhẹ nhàng chân thật. Qua những bài như là Nắng Chiều, Bến Giang Đầu, tác giả đã cho chúng ta nhìn thấy một quê hương, nơi đó có tình yêu rất nhẹ nhàng, nơi đó có hoa tím, có lũy tre xanh, có nương dâu, có nắng nhạt và dòng sông chảy quanh thôn xóm. Người nghe nhạc có cảm tưởng như là nhìn lại được bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên của các danh họa. Đó là lý do mà Phương Hoa muốn gửi đến quý vị bản nhạc phẩm Bến Giang Đầu là một trong những nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn mà lúc nãy Trang chưa có tìm được, thì bây giờ để mời quý vị nghe nhạc phẩm Bến Giang Đầu với tiếng hát của Trường Vũ. Bước nặng nề qua thêm nhà vắng phương sắc hoa, khi nắng chiều nghiêng ghé bên vai nạo má, lách cỏ vườn tìm lại chỗ ta vẫn buồn, ngắt hoa anh cười nhưng em trách rồi lệ ướt, gió dạt dào thưa rằng một sớm trên bến sông em xuống thuyền hoa phao vàng đưa lướt ngược sông ước nguyện tìm sâu từ ngày ấy xuân úa màu bên duyên Giang Đầu nơi chôn ấy một niềm đau. Chiều nhạt nắng nhắc anh lời em nói khi mùa trăng dưới khung trời êm, nếu mà ngày mai rằng hoa tím kia héo gầy rồi đời ta vỡ tan làm đôi, mắt ta càng xa cách nhau ngàn cứ nhìn vầng trăng mà tôi trách duyên lỡ là, có phải vì anh đành vòng mãi trong gió sương trong lúc đời em dưới hiên tranh khói lạc hương, giá đợi chờ anh tình rằng nức xuân mất nhau bên duyên Giang Đầu mây che kín một niềm đau.
mây che kín một niềm đau. Vâng, thưa quý vị vừa mới nghe Trường Vũ hát nhạc phẩm Bến Gian Đầu, nhạc phẩm rất là quen thuộc phẩm quý vị và rất là hay nữa. Nhưng mà không biết quý vị thấy sao, nhưng mà một số những cái nhạc phẩm khác của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn thì nó có một cái e nó khác hẳn cái bài về Bến Gian Đầu này. Thì được biết là trước năm 75 thì nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã dạy học và dạy âm nhạc tại trường Nguyễn Duy Hiền, và ông đã học nhạc mà học hàm thụ với một trường âm nhạc ở bên Pháp. Sau khi ông tốt nghiệp năm 1957 thì nhạc phẩm Sóng Đà Giang đã được viết rất là nhiều ở ngay tại bên Pháp nữa. Thì ông có chân ở trong hội nhạc sĩ ở bên Pháp. Và năm 1968 thì ông đã làm giám đốc điều hành một công ty của người Pháp có cái tên là Centra ở bên Đà Nẵng. Thì ông cứ bay đi bay về Sài Gòn, Đà Nẵng luôn. Cho đến năm 1970 thì ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Nga, và vì không có xin thuyên chuyển về Sài Gòn được cho nên ông đã quit cái job ở bên Đà Nẵng để đi về sống với vợ con, một đời sống nghèo thay vì đáng nhẽ nếu mà ông lấy Đà Nẵng làm nơi sinh sống thì chắc ông vẫn giữ cái job ở hãng Centra của Pháp thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà ông đã vì tình yêu, ông đã bỏ cái việc đó và về Sài Gòn để lập gia đình và sống nghèo cho đến năm 75. Và mãi đến năm 1983 thì nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn mới sang để đến Hoa Kỳ và định cư ở bên Cali. Và hỏi thì ông bảo rằng là nhạc sĩ Phạm Đình Chương là người mà ông rất là thân và rất là quý mến và thường giao thiệp nhiều. Thì nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã viết về nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn như thế này: nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn không chỉ là một nhạc sĩ có tài mà theo tôi còn là một học giả về âm nhạc nữa, người mà tôi vẫn thường bàn luận với ông trong nhiều dịp sáng tác. Đấy là lời của nhạc sĩ Phạm Đình Chương nói về nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Cho đến tháng giêng, mùng 9 tháng giêng năm 2004 thì nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn bạo bệnh cho nên đã qua đời ở bên California. Và bây giờ thưa quý vị, một trong những nhạc phẩm mà với giọng hát của nữ ca sĩ Kim Tước, quý vị sẽ thấy cái e nhạc nó khác hẳn với cái bài Bến Gian Đầu. Đó là nhạc phẩm Chiều Biên Giáo Đường được nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sáng tác năm 1962. Là lúc tin yêu lên ngôi,
nguyện cầu gục đầu bên khúc như là nhạc phẩm Chiều bên giáo đường mà quý vị vừa mới nghe, hay là nhạc phẩm Cát biển hoặc là Lá rơi bên thềm, thì đã cho chúng ta nhớ lại những tình yêu đầu đời, những thao thức của tuổi trẻ và những mơ ước của tuổi lứa đôi mà trong chúng ta ai cũng có một lần đã có. Thì qua những tác phẩm của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, chúng ta thấy được trong ông niềm hạnh phúc vô biên là được sống trong tình yêu. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Với Mái Gia Đình, ông anh cần tìm lại phát thanh trên làn sóng trung bình 11 và vui vẻ đón nhận những tình cảm trở nên như một thoáng ở bên đời. Hỏi ông bản nhạc nào ông yêu mến nhất thì ông trả lời là bản nhạc mà ông yêu mến nhất, cũng như là ông cho rằng là có một cái kỹ thuật cao nhất, đó là bản nhạc Sao Đêm. Thì ngoài ra thì nhạc phẩm Cát biển cũng là nhạc phẩm ông rất thích. Chúng tôi có nhạc phẩm Cát biển với tiếng hát của Quang Tuấn, mời quý vị thưởng thức. Kể từ một chiều vắng, tuổi mộng ước chưa tròn, một mình nhìn con sông hồn bờ cát thương, hay mơ ước tìm người bạn đường, bàn tay êm ái nụ cười dịu dàng làm đẹp cuộc sống của những ngày gió sương. Rồi một chiều vàng bóng, nàng là áng mây ngàn, chẳng hẹn mà cùng đến bên bờ cát hoa, kề vai xanh bước biển dài nhịp nhàng, bàn chân trên cát đều đặn một hàng, nào ngờ làn sóng xô đến phai mờ luôn mấy ai. Nào ngờ hợp tan có lâu gì, hôm nay xanh vai kề mà ngày mai thương nhớ, buồn vui cách nhau không xa. Nếu như loài người chẳng thương nắm xương gầy, chôn theo cát bụi đời hẳn là không mơ. Tình yêu lứa đôi già trang ngoài biển cát, hồn mộng vẫn sẽ hoài. Tình người thường một lối, không hề thiếu ai. Hành xưa say đắm đổ một nụ cười, bàn chân trên cát thủy chiều dập vùi, chim trời một lối riêng có em và tôi.
gian có lâu gì, hôm nay sánh vai kề mà ngày mai thương nhớ. Buồn vui cách nhau không xa, nếu như loài người chẳng thương nắm xương gầy, chôn theo cát bụi đời hẳn là không mơ ước tình yêu lứa đôi. Già chàng ngoài biển cát hôn mộng vẫn sẽ hoài, tình người thường một lối không hề thiếu ai. Thanh xưa say đắm đổ một nụ cười, bàn chân trên cát thủy chiều dập vui, chim trời một lối riêng có em và tôi, chim trời một lối riêng có em và vâng, quý vị vừa mới nghe nhạc phẩm Cát Biển của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn. Thưa quý vị, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã ra đi, nhưng mà nền văn học nghệ thuật của Việt Nam thì vẫn còn giữ lại hình ảnh của ông là một nhạc sĩ có tài và có rất là đầy kiến thức cao về âm nhạc. Chương trình ngày hôm nay xin được coi như là một nén hương để mà gửi đến một người nhạc sĩ tài hoa, mà theo như là nhạc sĩ Nguyễn Hiền thì ông cho rằng nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn mất đi như là một vì sao vừa mới đổi ngôi, nhưng những tia sáng lấp lánh và huyền diệu của vì sao sẽ còn chiếu sáng mãi trong vòng trời âm nhạc Việt Nam. Yeah.